una, la segunda línea, la primera, segunda línea. Ay, mira, ya hablando como mensa, ya me voy a colgar. Coca, coca. Mira, mira. Que le pongas de tal en la primera dos líneas. Mira. Sí. Las dos primeras líneas, dale, hasta ahí, dale de medicina. Sí. Ok, ya vamos ya quitando aquí. Vale. ¿Te la pongo bien o no? Quiso de mucho, mami, quiso de mucho. Sí, esa muchacha ven aquí. Sí, muchas gracias. Hello. Hello. Yeah. Yeah. Okay. Okay, okay. Okay, I got you. Okay, okay. All right. Okay, bye. Mm-hmm, bye. Ok, tình yêu chia sẻ cho anh chị em cái đánh com ha. Đánh com mà thì mình cứ làm một tới làm lui hoài, nhưng mà mình cũng phải làm cho nó chính xác ha. Màu này cái này là màu pink. Mình sẽ... Anh chị em thấy không, khi mà mình làm cái đèn nè, cái đèn nè. Có nhiều người hỏi tình yêu hoài mà tình yêu nói tới nói lui hoài. Ok, tình yêu sẽ nói tới nói lui hoài. Khi trước khi mình đánh com á, cái đèn của mình nè, thấy không, cái đèn của mình phải bấm 30 second. Ok, 30 second. Ok, 30 second, ok. Nhớ, remember. Then after that, cái này mình phải bỏ cái chai top này lên. Ok, top lên nè. Mình sơn cho nó đều mỏng. Nhớ cố gắng tay của người ta, đừng có để nó bị dính cái gì trên này hết. Ok, đừng có để nó dính gì trên đây hết. Tắt cứ cái gì cũng đừng cho nó dính lên đây. Ok, rồi không rồi mình làm. Nè, khom này mình sơn mỏng là nhớ sơn mỏng. Sơn mỏng nè. Ok, sơn mỏng nè. Sơn cho nó sát vô trong. Thấy không? Sơn ở dưới hai bên hông này, hai bên hông này nó đừng có để nó thiếu nè, đừng có để nó thiếu cái bay. Cái này là cái top nhưng mình vẫn kêu nó là cái bay, tại vì nó là cái ở dưới đầu lớp đầu tiên thì mình vẫn gọi nó là cái bay. Ok. Anh chị em nhớ không? Thanh hay là Thanh Tuyền. À, chào tất cả mọi người nha. Tình yêu đang làm cái khom. Đây là cái khom mà mình đánh holographic nó lên nè. Ok, mình sơn thấy nó mỏng không? Sơn nó mỏng nhưng mà nó phải ở trong cái, nó ở trong cái móng. Đó, cái móng nó phải đủ cái khom này chi, để khi mình đánh cái khom nó không có bị thiếu. Ok, nè. Nhớ sơn phải cho nó đều, cho nó dở cái tay người ta qua, nhớ sơn sát lên trên đây nè. Ok, nhớ sơn sát lên, đừng có để cho nó dính cái hộp gì trong này hết. Thì mình đánh nó mới đẹp được, ok. Ok, rồi nhớ nè, đó, nhớ nè, mình phải sơn. Ok, bốn ngón xong xuôi, nhớ không, sơn cho nó đẹp, nhớ nghiêng nó qua như vậy, nghiêng cái tay người ta qua mình mới thấy đường hết. Ok, nó thấy đường hết. Ok, put your hand in there, put your hand, let's take it. Ok. Be careful. Move in. Ok, good. Yeah, trước khi mình làm thì mình nhớ mình chùi coi hai bên cái hông này xịt. Tay lúc nào nó cũng phải sạch. Đó, tay của mình cũng phải sạch. Để khi mình làm á, mình nhớ mình phủi mấy cái bụi này, đừng có cho nó dính lên trên đây. Ok, đừng cho nó dính bụi lên trên đây. Nhớ không? Ok, rồi. Rồi, xong rồi mình sơn nè. Mình sơn, nhớ sơn nè, sơn mỏng nè. Tay của mình cây cọ phải đứng lên, đừng có để nó nằm. Nè, đứng hơn. Take it out, baby. Ok, take it out. That's it. Ok, nhớ sơn cái đầu nè, thấy không? Sơn cái đầu nè. Tình yêu sơn cái đầu.
mình làm bột màu cũng vậy, mình phải làm cho nó đều, đừng có để nó thiếu bột màu trên cái móng của người ta. Thấy cái bột màu của tình yêu làm không? Anytime, lúc nào cũng phải đều cái móng, đừng có để thiếu màu bột, nó không có đẹp. Thế rồi xong, thấy chưa, mình sơn như vậy nó sẽ đều, mà nó không có cái hột gì trên đây hết. Nhớ bụi bặm là phải sơn đó, bụi bặm là phải cho nó, đừng có cho nó lên trên đây nha. Đó, nhớ sơn cái bay của nó phải kỹ, cái bay nó phải kỹ thì nó mới đẹp được. Ok. Rồi tí xíu nữa tình yêu sẽ chỉ cho anh chị em gắn cái hộp sòn một ngón nó đẹp như thế nào ha. Ok, rồi. Xong rồi nè. Nhớ chùi nha, chùi cho nó kỹ, đừng có để nó bị mắc cái xếp của mình nha. Đừng có mắc cái xếp của mình là nó không có đẹp đâu. Ok. Put in baby. Careful. Ok, xong rồi. Bây giờ tình yêu sẽ chỉ cho cái đánh khom ha, đánh khom. Cái này là cái holographic nè, thấy không? Thấy cái holographic, ok. Nhớ không? Cái holographic của Mitsu nè. Trước khi mình làm thì mình để cái miếng giấy này xuống. Ok, để cái miếng giấy này xuống đây. Đúng ra đeo bao tay nhưng mà tại vì tình yêu làm biến quá. Đó. Ok, xong rồi tình yêu đánh cho coi ha. Take it up, take it up. Ok, bây giờ tình yêu đánh nè. Coi cái tay nè. Nhớ nha, nè, chụm miếng nè. Chụm vô cái holographic nè, bỏ lên nè. Đánh nè. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Đánh là nó phải ăn vô như vậy. Đánh nó phải ăn mà nó tan vô, thấy không? Thấy nó phải tan vô như vậy thì nó mới đẹp được. Ok? Nó phải tan như vậy nó mới đẹp được. Tình yêu làm biến coi chừng bụng bự là sao? Tình yêu mà làm biến gì? See? Thấy không? Thấy khi mình đánh không? Cái móng tay của người ta nó đẹp không? Ok? Lại nè. Nè, đánh nè. Ừ, nhớ cái tay cái cây của mình đánh là mình phải đánh vô nè, đánh cho nó vô trong cái móng đó, đánh từ 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 từ. Cái này phải mua cái miếng này nha, phải mua cái miếng này nha. Phải mua cái miếng này. Ok, thấy không? Đó, nhìn đánh ở dưới luôn nè, đánh cái dưới cái góc này nè. Đó, đánh. Thấy không? Mình càng đánh nó càng bóng, càng đánh nó càng bóng nè, càng đánh nó càng bóng ra thì nó mới đẹp được. See? Đây là si không? Nhìn nó phải như vậy nó mới đẹp. Ok. Xe ha? Kinh xe nước mô tô mà mì. Kinh xe nước mô tô. Si? Oh, aquí. Si aquí. Thấy không? Mình sẽ đánh càng, đánh nó càng đẹp nha. Ok. Do again. Ok, nè. Mình đánh từ từ nó mới ăn vô trong cái đó nó mới chắc. Ok. Thấy chưa? Càng đánh nó càng chắc, càng đánh nó càng chắc, thấy chưa? Đánh để cho nó từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Thấy không? Sí, càng đánh nó càng chắc nè, càng đánh nó càng bóng mà nó càng chắc. Đánh cho nó chắc. Đó. Thấy không? Đánh hai bên cái góc, đánh trên cái đầu. Sí. Thấy không? Thấy cái móng tay của người ta nó đẹp không? Ok. Lấy tì nhiều khom, lấy nhiều khom không anh ơi. Lấy ít thôi, đừng có lấy nhiều quá uổng. Mình lấy mình đánh nó tan ra em, đừng có lấy nhiều. Nè, mình lấy có chút xíu thôi, đó. Thấy không? Càng đánh nó càng đẹp, càng đánh nó càng đẹp. Cái khom này là cái holographic của Mitsu này, đánh nó đẹp lắm nha. Ok, đó, apply nó cũng dễ nữa. See, đó. Một cái khom này, một cái hũ này chỉ có 33 đồng thôi nha. Đánh đẹp lắm. Ok, thấy không? Trước khi xong rồi mình phủi nè, phủi cái tay người ta xuống. Phủi nó xuống xong rồi làm cái gì?
mình quay cái đầu này lại, quay cái đầu này lại nè, mình chùi đây, đó, mình chùi cho nó văng ra nè, cho nó đừng có dính vô tay người ta nè, thế, xí, đó, ok, thấy không? Thấy không? Nè, mũi cái tay xuống, nó giống như mình lấy cái này, mình lấy cái mới, mình chùi ra cho nó sạch trên cái tay, đó. Thấy không? Ok, xí, thấy không? Nó không có dính gì trên đây hết, ok, rồi. À, tình yêu đánh khom bằng cái gì vậy? Ồ, đánh khom bằng cái top Mitsu nè, cái top nha, cái chai top Mitsu hơ 30 giây. Còn cái này là cái đồ makeup ở trong cái của phụ nữ á, cái đồ makeup của phụ nữ á. Ok, đánh nè. Chị. Càng đánh nó càng đẹp, càng đánh nó càng đẹp nha, càng đánh nó càng bóng, càng đánh nó càng bóng nè. Thấy chưa? Đánh nó bóng nè. Thấy không? Sí. Thấy không? Đánh đánh vô nó ăn vô vô trong nó rất là đẹp. Hai bên này nó đừng có để nó thiếu nghe không? Ok. Đó, đánh vô, đánh đi. Ừ, đánh cái đầu nó, đánh cho nó đẹp, đánh cho nó đẹp. Sí. Hello, 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 Việt Tử. Sí. Anh chị em thấy tình yêu đánh không? Rất là đẹp nha. Nhưng mà đặc biệt nhất là những cái màu này đánh khom rất là đẹp. Màu này là màu nổi á, mấy cái màu mà nó đã nó màu màu nổi, chẳng hạn như màu pink, bubble, blue đồ này kia là nó đẹp lắm. Nó ra đẹp lắm. Nhớ cái tay của mình đánh nhẹ thằng thôi, đừng có đánh mạnh quá nha. Nói thì đó, đánh nhẹ nhàng thôi. Thấy chưa, thấy tình yêu đánh không? Anh chị em thấy không? Nè, càng đánh nó càng đẹp, càng đánh nó càng đẹp nha. Đánh nó càng bóng, càng đánh nó càng bóng cái móng à. Xí. Thấy không? Đó, xí. Nè, càng đánh nó càng bóng, càng đánh nó càng bóng. Ok, nè. Tự động nó sẽ ăn vô thôi, đánh nó ăn vô thôi. Nó dễ không? Thấy nó dễ không? It's easy, right? Thấy không? Đó, nè, đánh dưới này luôn. Ừ. Okay, everybody see, and after this, you turn around the makeup band, something like, do like that. Mm-hmm, do like that. Do like that. See, do like that. Do that. See, clean. You have to clean. Okay, see? Xong rồi. Nhớ mua này về đánh nha. Mua cái Mitsu về đánh nha, 1 gram nó chỉ có ấy thôi. Nhỏ lông mày nhỏ cho nó nhé. Ngồi. What you say? You say your baby way in the car. Okay, I know that. Oh my goodness. Look it. You don't have to see. You have to see. Okay? Okay, you have to do one male diamond and okay. One male diamond beauty. Okay, you have to see I do her nail diamond. Okay, 3, 4. And I put the crystal pixie on. You see? Crystal pixie. Okay? Anybody see now the crystal pixie? Okay, it's a beauty. I have to do it right here. Okay?
I have to do the katana pickle, pick the diamond. Okay, and okay. Cái này đẹp lắm nha, anh chị em coi rất là đẹp luôn. Từ từ ha, từ đây đang lên cái này, cái lên cái chai cái này cho nó sạch. Ok, it's the 1000 people now please. Ok, com này có dùng bay không? Không em, anh dùng cái chai top này nè. Ok, anh dùng cái chai top này nè. Ok, chai top này anh đánh bay, làm bay xong rồi anh làm top luôn. Bây giờ anh làm top nè, đó, bây giờ anh làm top nè, anh bỏ lên nè, top nè, xí bỏ lên đây đó, anh chùi, nhớ cho cái đầu nó, nhớ chùi cái đầu nó nha. Ok, xí cho cái đầu nó nha, đó, nhớ cho cái đầu nó cho nó đẹp. Ok, cho cái đầu nó, nhớ cover cái đầu nó lại nha. You have to seal the top. You have to seal her nail on the top right here. They last so long. Ok. Ok, put in baby, put in right there. Anh ơi, sao em nhắn tin order không trả lời? Em nhắn tin cho ai vậy Rosie Trương? Em gọi số điện thoại đi em, 832-816-7717 em. Thấy không? Thế khi mình làm kỹ á, mình làm kỹ, mình đánh khom lên đó anh chị em, cái tay của mình nó không có nothing in here, ok? It's nothing on the top, that's why beautiful for the chrome. You see? Mình sơn nó không có bị hộp ở trên đây. That's why you see, and do very, very big. Be careful, everything. Be gentle, the nail. See? Thấy không? Đó. Xong rồi mình nhớ sơn cho nó kỹ. Sơn cái tay cho nó kỹ. Thấy? Sơn cái tay cho nó kỹ. Ok? Thấy không? Hello, hello, Jenny Trương. Đó, bây giờ xong. Put in, mommy. Ok, bây giờ tình yêu gắn học sòn. You hit it. No, you hit it. Oh man. It's okay. Don't hit the light, the light, okay? You hit the light. It's not pity. Don't hit it, okay? Excuse me. Thank you. Anh có nhận học dạy không anh? Dạ có, em có lớp tháng 2 ở Houston đó anh chị em. Thì nếu có lớp Houston ở tháng 2 á. Giờ tình yêu gắn hộp sòn nha. Đợi cho CC ấy cho cái tay cho nó cho ấy. Rồi ok, thấy cái đó. Giờ tình yêu gắn hộp sòn. Tình yêu gắn hộp sòn cho anh chị em coi nha. Bỏ cái chu đi treo lên. Ok. Bỏ cái chu đi treo lên nè. Cho nó dài dài chút. Ok, xong rồi mình nhớ lấy cái hai bên hông này, nhớ nè, đó, ok, vuốt hai bên hông này nè. Ok. Ok, nhớ sơn cái top này luôn, cũng là cái top này xài luôn, cái top này bỏ lên đây luôn, ok, bỏ lên. Xí, xong rồi. Lấy hộp sòn nè, giờ mình lấy hộp sòn nè.
bỏ lên đây. Thế. Lấy hộp sò bỏ lên đây. Hộp sò bỏ lên đây. Lấy hộp sò bỏ lên đây. Ok. Ok. Xong rồi lấy một viên hộp sò này nè. Anh chị em bỏ lên đây. Ok, nhớ nha, để cho nó nghiêng nghiêng qua một góc. Ok, nhớ đừng cho nó chạy ra ngoài nha. Thấy không? Ok, xong rồi bỏ mấy cái hộp sòn nhỏ nhỏ lên đây. Ok. Ok, xong rồi mình làm cái gì? Ok, xong rồi mình lấy cái crystal pixie nè. Ok, mình bỏ xuống đây. Ok, bỏ xuống đây. Nhớ trước khi mình làm á, mình đưa cái hộp sòn vô, đừng có để cho nó chạy ra ngoài nha anh chị em. Ok. Thấy rõ không? Mình bỏ cái tay, bỏ cái tay qua đây. Xong mình đầy cái tay này, đây nè. Bỏ cái này lên. Nè, mình đẩy cái tay nó xuống. Ok, để tay nó xuống. Rồi xong. Ok, mình đưa vô nè. Ok. Ok, đè nó xuống. Đè nó xuống nè. Đè nó xuống. Đè nó vô. Ok, đè nó vô. Đó, đè nó vô. Xí. Đó, coi như cái nào nó bị chạy ra là mình đưa nó vô. Thấy rõ không? Anh chị em có thấy rõ không? Ok, xong rồi. Xí. Ok, bỏ cái này vô đây. Put it in. Put it in. Put it in. Ok. Đó, đẹp bà cố luôn. This is beautiful. You like it? Yes. Thấy không? Nhớ sơn một lớp. Đó, sơn một lớp. You don't believe me? You believe me now? You believe me now? Yes. It's pretty, huh? It's pretty, huh? Wow. Very pretty, very pretty. Okay, you have to do like that. Clean and the boy and side by side. You have to clean side by side. And you put the top on the Judy tail. Okay. You have to do for toy 2 times, 2 minutes for the lie, this one, okay? One more time, baby, one more time. Ok, đó, bây giờ mình làm lớp mỏng nè. Tiệm này ở đâu vậy? Tiệm này ở gần Austin em ơi. Ok, giờ mình bỏ hộp sòn lên nè. Bỏ hộp sòn lên nè. Đó. Bỏ hộp sòn lên nè. Bỏ hộp sòn lên. Thấy không? Bỏ lên. Đó, nhớ là cho nó vô, đừng có cho nó chảy ra ngoài nha. Đó, đừng có cho nó chảy ra ngoài chỗ này nè. Đó, đừng cho nó chảy ra. Rồi lấy một viên hột sòn bự mình bỏ lên thôi. Ok. Bỏ lên đây, kèm theo nó, kèm cho nó đẹp nè. Đó. Cho nó thẳng nè. Đồng một. Ok, xong rồi lấy cái hột sòn nhỏ nè. Bỏ đại khái bỏ dưới đây. Đó, bỏ đây. Đó, bỏ đây. Nhớ đừng cho nó chạy nha anh chị em, nhớ đừng cho nó chạy hột sòn nha. Ok, vuốt nó vô nè, vuốt nó vô nè. Vuốt nó vô nè. Đó. Xong rồi giờ mình coi nó ngay chưa. Coi nó ngay chưa để mình rắc hột sòn. Đó, mình rắc hột sòn nè. Nghiêng cái tay người ta xuống. Đó, đừng có để nó nghiêng xuống. Nghiêng nó vô đây. Nghiêng nó vô cái lỗ đó, xong rắc.
Ok, xong rồi mình đưa lên, mình đưa cái này mình coi thử nó còn thiếu bên đây nè, đó, đưa nó. Đó, xong rồi mình kéo nó vô. Đẩy nó vô. Ok, đẩy nó vô. Đừng có cho nó chạy ra ngoài, nó không có đẹp. Ok, xí. Đó, vuốt nó vô, đừng có để cho nó bị mắc cái xếp đó, thấy không? Đó, thấy không? Thấy rõ không? Ui, mắc rồi, không thấy rõ rồi. Ok, không thấy rồi. Đó. Xong rồi mình khều khều cái mấy cái cọng này vô nè, đó, khều nó vô. Giúp bằng cái tay nè, lấy vô, đó, thấy không? Đẹp không? Ok, thấy rõ không? Đẹp và cố luôn. Ok, rồi xong. Ok, xong, bỏ vô cái đèn. Đẹp bà cố luôn. Hello Bảo, hello Bảo. Anybody see now, look at her nail. Oh, chấp 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 chấp. Mẹ. I got one more baby. Yeah. I do today. Okay. Yeah. Today, but you have to wait after her, okay? What time when we come back? One more hour better. One more hour? Yeah, sure. Okay, bỏ vô nè. See, bỏ cái này vô trong cái hộp. Okay, nhớ nha, cái này nha. Okay. $38 for one bottle, okay? And after that, you have the box, put in the crystal, pick crystal vô đây. Kẹp vô trong cái này, bấm lại. See? Nhiều không? It's so beautiful. One more time. Yeah. Huh? Very beautiful. Okay, bỏ cái treo vô nè. See? Đẹp không? Đẹp mà chịu không nổi luôn. Tình yêu bệnh rồi. Allergy, allergy. Yes ma'am. Can you wait a few minutes please? Thank you. Okay. Muối banita, she say muối banita. Muy bonita, mami. Sí, 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 muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Thank you, Areli. Okay, take it out. Sí, sí, muy bonita. Sí, cái này nó chắc luôn nè. Nghĩa là nó chắc nè, nó không có rớt dính cái chậm đâu. Okay, đó. Ok. Tình yêu bệnh rồi. Em xì rồi. Ok, you have to clean her nail. Right here. Clean her nail like that. Clean. Ok. Clean her nail. Okay, clean her nail. Cái treo bỏ lên trước khi bỏ top để gắn đá gọi là Judy treo, nghe 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 Xuân Tuyền Nguyễn gọi là bỏ cái đó là gọi là cái Judy treo mình bỏ lên. Okay. Hey, how you doing, bro? Okay. And what? And a manicure or what? The color. Okay, ta tình yêu bỏ cái I taught you how to do the chup chup. Yeah, I show you. Here, move it in. Right there. Right there. Good girl, good girl. Okay. Down here.
One hand here, right there together, right there. And you have to move your forefinger like that, up and down like that, okay? You got it? All right, turn on the music now, hold on. Okay, music. Bây giờ mình mở nhạc nha. Mình chơi ở sân hỏi At Discount Tire, we know you might need tires to drive like this. Or like this. Or low. Yeah, okay. Bye, tình yêu xin bye nha. Tình yêu sẽ làm khách khác. Có thể là like cho anh chị em coi. Bye bye.